Xin chào tất cả các bạn. Mình là Châu Thị Trang. Hôm nay Trang sẽ cùng với các bạn bắt đầu đi giải đề TOEIC 1. Dạng thứ nhất mình phân ra đó là câu 31, 32 và câu số 33. Yêu cầu của dạng số 1 này là người ta yêu cầu mình hãy chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì nha. Câu 1 tới câu 10. Muose te han iyagi imnika. Nội dung sau đây người ta nói về chủ đề gì? Người ta nói về cái gì? 보기와 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. Người ta yêu cầu các bạn hãy chọn câu 알맞은 것 là thích hợp, giống như câu mẫu. Câu ví dụ. 덥습니다. 바다에서 수영합니다. 덥습니다. Nóng nè. Tôi bơi lội ở biển. 바다에서. 바다 là biển nha. 수영합니다 là bơi. Bây giờ các bạn xem đáp án. 여름 là mùa hè. 날씨 thời tiết. 나이 tuổi. 나라 là đất nước. Vậy thì mình đang nói nóng nè. Nóng là thời tiết rồi. Thế nhưng mà lại thêm một câu nữa là tôi bơi lội ở biển. Thì người ta bơi lội biển thì đó là vào mùa gì? Mùa hè. Thì đó là 여름. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi xét từng câu một nhé. 저는 수진입니다. 이 사람은 흥입니다. 저는 수진입니다. Tôi là 수진. Còn người này là 흥. Thì mình đang nói về chủ đề gì đây? 시간, 장소, 이름, 주말. 시간 là thời gian. 장소 là địa điểm, nơi chốn. 이름 là tên. 주말 là cuối tuần. 저는 수잔입니다. 이 사람은 흥입니다. Các bạn đang đề cập tới tên thì đó là 이름. Câu số 3 là câu trả lời nha. 삼겹살을 먹습니다. 아주 맛있습니다. Tôi ăn thịt ba rọi. Rất là ngon. Ba chỉ hoặc là ba rọi nha. Rất là ngon. Vậy đang nói về cái gì đây ạ? Shopping, 사람, 노래, 음식. Shopping là mua sắm. 사람 là người. 노래 là bài hát. 음식 là thức ăn. Chúng ta chọn câu thứ tư. 음식, 삼겹살. Rất là ngon. Đang nói tới thức ăn mà. Câu thứ ba. 선생님을 만납니다. 공부를 합니다. 선생님을 만납니다. Tôi gặp giáo viên. Rồi tôi học bài. Và tôi học bài đi. Vì mình đang đề cập tới gì đây? 학교, 요일, 취미, 날짜. 학교 là trường học. 요일 là thứ. 취미 là sở thích. 날짜 là ngày. Ngày tháng. 선생님, 공부. Vậy thì chúng ta thấy đang đề cập tới cô giáo với lại học hành. Thì đó là trường học đúng không ạ? Yêu mà. Trường học. Câu thứ tư, 수박을 먹었습니다. 수박이 맛있었습니다. Tôi đã ăn cái gì đây? Tôi đã ăn dưa hấu. 수박이 맛있었습니다. Và dưa hấu như thế nào? Ngon. Đang nói dưa hấu không ạ? 시간, 공부, 과일, 날짜. 시간 là thời gian, 공부 là học. 과일 là trái cây, 날짜 là ngày tháng. Vậy mình đang nói dưa hấu là trái cây rồi. Nên câu 3 là câu trả lời đúng. Chúng ta qua tiếp câu số 5. 오빠가 있습니다. 언니도 있습니다. Tôi có anh và tôi cũng có chị. 또 언니도 있습니다. Vậy người đang nói là nữ hay là nam ạ? Nữ nha. Nữ thì mình gọi anh là 오빠, gọi chị là 언니. Còn nam khi mình gọi anh là 형, gọi chị là 누나. 이름, 가족, 생일, 친구. 오빠 với lại 언니 thì đó là gì nè? 가족. 이름 là tên, 생일 là sinh nhật, 친구 là bạn. Mình đang nói 언니, 오빠 thì đó là gia đình nha. 저는 회사원입니다. 자동차로 회사에 다닙니다. Tôi là nhân viên công ty. Tôi đi làm ở công ty bằng xe du lịch, bằng xe hơi. Thì mình nói gì nè? 취미, 장소, 주말, 직업. Các bạn sẽ chọn nào đây ạ? 취미 là sở thích, 장소 là nơi chốn, 주말 là cuối tuần, 직업 là công việc. Tôi là nhân viên công ty. Công việc của anh này là nhân viên công ty. Câu thứ tư là câu trả lời. Rồi, bây giờ chúng ta qua tiếp câu số 6.
저는 회사원입니다. 자동차로 회사에 다닙니다. Tôi là nhân viên công ty. À, câu 6 mình đã làm rồi ha. Câu 7. 한국에는 봄, 여름, 가을, 겨울, 겨울이 있습니다. 지금은 가을입니다. 한국에는 ở Hàn Quốc thì có mùa đông, xuân, hạ, thu, đông. 지금 가을입니다. Bây giờ là mùa thu. Thì đang nói về gì đây? 계절. 계절, 나라, 시장, 휴일. Câu 1 đúng không ạ? 계절 là mùa. 나라 là gì đây? 나라 là đất nước, 시장 là chợ, 휴일 là ngày nghỉ. À, bây giờ chúng ta qua câu 8. 오늘은 1월 1일입니다. 내일은 1월 2일입니다. Hôm nay là 1 tháng 1. Ngày mai là 2 tháng 1. 날짜, 방학, 아침, 하루. Mình đang nói về ngày, tháng nè. Thì đó là 날짜. 방학 là kỳ nghỉ. 아침 là buổi sáng, 하루 là một ngày. Câu 9. 아버지는 의사입니다. 어머니는 은행원입니다. Ba tôi là, 의사 là gì? Bác sĩ. Mẹ tôi là nhân viên ngân hàng. 고향, quê hương, 부모, ba mẹ, 병원, bệnh viện, 오빠 là anh. Như đang, câu nào đúng đây ạ? Ba và mẹ, đang đề cập ba mẹ thì đó là 부모, bố mẹ. Câu 2 là câu trả lời nhé. 20. 토요일에 수영을 합니다. 일요일에 쉽니다. Thứ bảy thì tôi bơi lội. Chủ nhật thì tôi nghỉ ngơi. 달력. 주말, 여름, 오전. 달력 là lịch. 주말 là cuối tuần, 여름 là mùa hè, 오전 là buổi sáng. 토요일 với lại 일요일 là gì nè? Cuối tuần đúng không? Cho nên chúng ta sẽ chọn. Còn 2, 주말. Dễ không ạ? À? Cái phần này chủ yếu là xuất hiện từ vựng thôi, cho nên là nó rất là dễ kiếm điểm, cho nên mình nghĩ các bạn sẽ làm tốt cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ qua dạng số 2. Bây giờ chúng ta sẽ qua dạng số 2. Dạng 2 này là câu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 34, 35, 36, 37, 39. 6 câu lận các bạn nhé. Hãy chọn nội dung thích hợp nhất điền vào chỗ trống. Các bạn xem. 보기와 같이 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Các bạn hãy chọn câu thích hợp nhất điền vào chỗ trống giống như câu ví dụ sau đây. Ví dụ 날씨가 좋습니다. 뭐뭐 맞습니다. Thời tiết thì tốt nè. Cái gì đó trong lành. 눈 밤 하늘 구름. 눈 là mắt, 밤 là đêm, 하늘 là bầu trời, 구름 là mây. 날씨가 좋습니다. Thời tiết đẹp. Bầu trời thì trong lành. 하늘. Các bạn sẽ chọn từ như vậy nhé nha. Câu thứ nhất. 몇 시에 à. Làm lại. 몇 시 옵니까? 몇 시 옵니까? Thường là chúng ta sẽ điền trợ từ gì đây? 몇 시에 đúng không ạ? 몇 시에 chỉ thời gian thì dùng trợ từ 에. Câu 2. 뭐뭐에 갑니다. 우유를 삽니다. 가게, 교실, 은행, 서점, cửa hàng, lớp học, ngân hàng, hiệu sách. Thì các bạn đi đâu để mua sữa ạ? Đi kha kè, cửa hàng. Câu 1 nhé. Câu 1. Câu số 3. 저는 한국어 선생님입니다. 한국어를 thứ nhất 줍니다. 모릅니다. 가르칩니다. 일어납니다. 한국어를 줍니다. 줍니다. 주다. 저해. 모릅니다. Không biết. Dạy. 일어납니다. Thức dậy. Thì các bạn sẽ điền câu số. Số 3. 한국어를 가르칩니다.
산을 좋아합니다. 그래서 산을 뭐뭐 합니다. 또 thích núi gì vậy mà tôi liền chẳng từ gì đây gì đó núi leo núi nè cha chủ thường xuyên chê nhất a chu là rất a ca là hồi nãy câu thứ nhất cha chủ san er chúa hàm nhị đa cứ đây sau sa từng san er cha chủ hàm nhị đa thường xuyên đi leo núi từng san là leo núi đó. Câu số 5 các bạn xem nha. Bởi cả mò 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 cứ để sao giả cưới một xong nhìn ta. Cái đầu tôi như thế nào? Vì vậy tôi uống thuốc. Bởi đi cả chỗ xong nhìn ta. Đầu tôi thông minh. Đầu tôi rất là thông minh. Bởi đi cả chỗ ta là mới. Cái đầu thông minh. Áp ta, áp phương nhìn ta. Đau đầu, thọp xong nhìn ta. Nóng, cháy xong nhìn ta. Đầu ngắn. Thì các bạn sẽ bị như thế. Bị như thế nào mà uống thuốc vậy? Đau, áp phương nhìn ta. 서점에 갑니다. 뭐뭐 삽니다. 또는 hiệu sách để mua gì đây? Mua gì? 책, 물, 옷, 빵. 책을 삽니다. 책을 삽니다. Câu thứ 7. 한국어가 어렵습니다. 친구가 물어봅니다. 친구 이래. 친구 한국어가 어렵습니다. 띵해 커나 친구 물어봅니다. 에게에서 tôi hỏi bạn thì các bạn sẽ dùng trợ từ 에게 hỏi bạn. Hỏi đối tượng bạn đó là người bạn thì mình dùng trợ từ 에게. Còn đây là ở nè. Tân ngữ nè, ở phía sau phải là động từ. E ở đây là của nè. Cái này mình không dùng rư được nha. Rồi là mình tác động hành động vào một cái danh từ nào đó. Nhưng mà murobunta eke hỏi ai? Chính quyền đối tượng đây chỉ đối tượng thì mình dùng eke. Hakyoga. 그래서 걸어서 갑니다. Đi bộ. Tại sao đi bộ không đi xe? 작습니다. 작습니다. 많습니다. 가깝습니다. 깨끗합니다. Đây là nhỏ nè, nhiều nè, gần nè, và đây là sạch. Các bạn sẽ điểm nào đây? Trường học tôi gần, trường học gần nên tôi đi bộ. Câu số 9. 영화가 끝났습니다. 극장에서 뭐뭐뭐. Phim đã kết thúc và ở rạp chiếu phim như thế nào? 삽니다. 삽니다 là mua nè. 씁니다 là viết nè. 지냅니다 là sống nè. Trải qua nè. 나갑니다 là đi ra. À, tôi, cho nên là tôi đi ra gặp chiếu phim. Câu thứ tư. Rồi câu số 10 nha. 바다 여행이 재미있습니다. 바다 여행이 재미있었습니다. 다음에 뭐뭐뭐 갈 겁니다. Du lịch biển thật là thú vị. Lần sau tôi sẽ đi. Gì đây? 다시 lại. Solo là với nhau, Azure Rock Chain nhất. Thì các bạn điện nhìn, ta sẽ thay công việc tôi sẽ đi nữa, đi lại một lần nữa. 눈이 옵니다. 그리고 바람도 뭐뭐뭐 줍니다. 저 봅니다. 봅니다 là từ nguyên thái của 불다 nha. Từ nguyên thái của 줍니다 đó là 불다, thổi. 옵니다, 오다, đến, 됩니다, 되다, được. 바람도 봅니다. Câu 12. 민수 씨는 대학생입니다. 수미 씨 대학생입니다. 민수 là sinh viên, 수미 또 에 의 를 수미 또 수미 또 수미 씨 또 수미 cũng là sinh viên. E là không phải là thời gian hoặc là điểm cho nên không dùng. E là của, đây là R. 13번. 방이 춥습니다. 창문을 phòng, cái phòng lạnh nên là tôi làm gì cửa sổ đây. 그립니다 là vẽ nè. 놓습니다 đặt nè. 닦습니다 là lau chùi nè. 닫습니다 là đóng lại nè.
À, cái phòng lạnh cho nên tôi đóng cửa sổ lại. 창문을 닫습니다. Rồi, câu 14. 시간을 모릅니다. 뭐뭐을 봅니다. Tôi không biết thời gian. Cho nên tôi xem gì đây? 잡지. Tạp chí. 시계 là cái đồng hồ. 주소. Địa chỉ. 편지 là thư. Cho nên tôi xem 시계. Xem thời gian mà. Câu 15. 운동을 많이 합니다. 그래서 tôi vận động nhiều. Cho nên tôi như thế nào? 건강합니다. Khỏe mạnh. 깨끗합니다. Sạch sẽ. 따뜻합니다. Ấm áp. 친절합니다. Là thân thiện. Tôi tập thể dục nhiều nên tôi 건강합니다. Mạnh khỏe. Khỏe mạnh. Câu 16. 가방에 책이 많습니다. 가방이 뭐뭐 무겁습니다. 가방. Trong cái túi sách có nhiều sách. Túi sách như thế nào nặng đây? 가끔 thỉnh thoảng. 오래 là lâu. 너무 là rất. Ilchik là sớm. 가방이 너무 무겁습니다. Cái túi sách này rất là nặng. Rồi, qua câu 17. 기타를 오래 배웠습니다. 그래서 기타를 잘 뭐뭐뭐뭐. Tôi đã học đánh đàn guitar này lâu rồi. Cho nên guitar를 잘 gì đây? 봅니다. 봅니다. 물다 thổi nha. 칩니다 là đánh. 빌립니다 là mượn. 지킵니다 là giữ gìn gì đó. Thì câu này guitar를 잘 칩니다. 칩니다. 그럼 từ 치다, 칩니다. 머리가 깁니다. 깁니다 là gilda. Yeah. 딱 이야. 그래서 쉽습니다. 몰라미래. 자르고 싶습니다. 또 뭔가 나오고 싶습니다. 뭔가 가지고 싶습니다. 또 뭔 유가 마시고 싶습니다. 또 뭔 우. 이 또 뭔 이래요. 머리 깁니다. 이 말 뭔가 뭔가. 이래요. 라. 또 수해. 또 뭐. 또 뭐. 자름. 자르고. 오케이. 왜냐면 chúng ta đã hoàn thành xong dạng số 2 rồi. Mình sẽ gặp các bạn trong dạng số 3 nha.